Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ cùng nói lại một chút này. Thứ nhất là về cái vị trí của lượng từ đúng không? Vị trí của lượng từ là chúng ta sẽ có hai dạng nhé. Dạng đầu tiên là gì đấy ạ? Lượng từ nó sẽ đứng giữa một cái số lượng cụ thể nào đấy và danh từ đúng không? Hay nói cách khác là gì ạ? Khi mà các bạn muốn nói đến số lượng cụ thể của một danh từ thì giữa cái số lượng và danh từ bắt buộc phải có lượng từ ở giữa đúng chưa nhỉ? Hay là thứ hai đó là gì đây? Nó sẽ có ba cái thằng này nhá. Lượng từ nó sẽ đứng giữa ba cái thằng này và danh từ đó là gì? Chưa. Thì mình hay dịch là gì? Gì này đúng không? Hay là na gì đấy kia? Nà thì là gì ạ? À? Cái gì đấy nào đúng chưa? Ừ, đấy. Thì đấy là vị trí của lượng từ nhá. Và hôm trước mình đã học một số lượng từ rồi đấy. Cưa gì đấy đúng không? Ừ. Nào đọc lại cho cô mấy cái này nhá. Đọc lại cho cô mấy ví dụ này đi. Chị Phượng nào, đọc cái phần cưa trước ạ. Một cái bánh bao thì mình sẽ biểu đạt là gì nhỉ? Cưa bao trừ Ừ. trừ cưa sen trừ Là y đấy, ý cưa, ý. y y cưa sen trừ Ừ. lẻng cưa chi ta Ừ. sang cưa tí tỉ À, về sang cơ ti tỉ đúng chưa? Rồi tiếp theo cái lượng từ số 2 mình cũng đã học hôm trước rồi đúng không? Ừ, nói lại một lần cho nó hệ thống nhá. Vậy chúng ta có từ chen. Chen thì chỉ làm lượng từ cho cái gì thôi ạ? Thứ nhất là cả bộ quần áo đúng không? Vậy khi mà làm lượng từ cho cả bộ quần áo thì mình dịch là bộ. Ngoài ra là gì ạ? À? Làm lượng từ cho các loại áo thôi, các loại áo thôi nhá. Đấy, vậy thì các loại áo mình sẽ dùng là cái hoặc là chiếc, đúng chưa? Ừ, đọc cho cô ba ví dụ này xem nào. Thư. Ừ. y chiên y phú Ừ. chưa chiên máu y nẻng chiên chân san À, đây, lẻng chen chân săn đúng không? Ừ, đó. Tiếp theo nào, chúng có chữ tả đúng không? Tả thì sẽ là gì đấy ạ? Làm lượng từ cho những vật mà có dạng cán này, tay cầm hay là có chuôi đấy đúng nhỉ, ví dụ như dao này đúng không, con dao là gì, bổ sung thêm từ này nhé, con dao mới phải dùng từ này, này. Chúng ta có từ tao, tao là con dao nhé. Đấy. Viết là tao và dịch là dao luôn, vậy sẽ nói một con dao sẽ phải biểu đạt như nào Vũ, một con dao sẽ nói như nào? y bà giao À, y bảo tao mà y bảo dao tao được là tao y bảo tao đúng không? Ừ, đấy hay là cái ô đấy đúng chưa? À, cái ô thì mình có từ gì? Dúy sản. À, dúy sản là cái ô. Đấy, vậy cái ô ở đây nó cũng là dạng gì ạ? À? Vật có cán có tay cầm đúng không? Vậy sẽ nói một chiếc ô mình sẽ nói là y bảo dúy sản. Đấy. Chỉ riêng có cái từ cái ghế là trường hợp đặc biệt thôi. Ghế mặc dù nó không có tay cầm, không có chuôi, có cán gì cả, nhưng người ta vẫn dùng là bả nhá, vẫn dùng là bả. Vậy một cái ghế mình sẽ học là y bá ỷ chữ đúng chưa? À, y bá ỷ chữ. Đấy, một cái ghế á. Rồi tiếp theo nào, chúng ta có từ pây là cốc đúng không? Ừ, pây là cốc nhá. Vậy pây sẽ làm lượng từ cho những cái gì? Thường là những cái gì mà kiểu dạng dung dịch ấy, đúng không? Để đựng dung dịch. Đấy, đọc cho cô mấy cái này xem nào. Lan. Ừ. Cô chưa nghe thấy Loan nói nhỉ? Không biết nói chưa? Chắc lại mạng có vấn đề à? Rồi Thư, Thư được đọc cho cô xem nào, cho cô nghe thấy không? Y bay Ừ, thế chứng tỏ là dùng cái lẻng đấy. bay lại trá Ừ. san bay phí triệu À, sang bay phí triệu, đúng chưa? Tiếp nào, hôm nọ mình học cả từ phính rồi đúng không? Vậy phính ở đây sẽ là gì? Là lượng từ dành cho những vật làm sao đây ạ? Đóng thành chai, thành lọ này, hoặc thành bình đấy. Đấy. Chị Phượng nào, chị Phượng đọc mấy cụm này nhá. Ví dụ một chai nước hoa đúng không? y bị sen suối Ừ. lẻng bị khựa lừa Ừ. na bị chiếu À, tuệ na kính triệu đúng chưa? Đó. Tiếp theo nào, chúng ta có từ bẩn đúng không? Bẩn thì sẽ là gì ạ? Lượng từ dành cho những vật mà đóng thành cuốn thành quyển nhá, đóng thành cuốn thành quyển. Ví dụ cuốn sách này đúng không? Hay là cuốn tạp chí, là cuốn từ điển đấy. chứ Ừ. Mỹ Anh nào, Mỹ Anh đọc xem nào. y bẩn su lẻng bẩn giá chư san bẩn sử điển À, được chưa? Thế ví dụ nói là cuốn sách này thì biểu thị như nào? Cuốn sách này. chơi bẩn su À, đúng rồi. Ví dụ nói là cuốn sách này có cuốn sách này bao nhiêu tiền đúng không? chơi bẩn su tua xả chén Ừ, đúng chưa? Hay là gì? Tôi có hai cuốn từ điển thì sẽ nói như nào? Tôi có hai cuốn từ điển. hữu ơ bẩn sứ điện À, thường hai thì phải dùng là lén hiệu bẩn lẻng ờ đúng rồi có hiệu lẻng bẩn xứ tiện đúng chưa ừ, hiệu lẻng bẩn xứ tiện nhá à, các bạn chú ý này đối với từ bẩn này sẽ có một cái từ này cũng đặc biệt này đấy, các bạn có thể bổ sung thêm từ này vào cái từ này sẽ đọc là bẩn sự nhá bẩn sự
Bẩn dự là quyển vở nhá, bản thân cái từ bẩn dự là quyển vở rồi. Với hơn nữa là gì ạ? Bản thân cái từ này nó đã có chữ bẩn rồi. Thế nên ấy, cái từ này này khi mà sử dụng lượng từ người ta lại không dùng chữ bẩn nữa, mặc dù nó là quyển nhá. Và khi dùng lượng từ đối với từ này nó lại dùng là cưa. Đó, cái từ này nhá, khá là đặc biệt. Yeah. Ví dụ nói là một quyển vở thì sẽ nói là y cơ bật dự chứ không nói là y bấn bật dự nhá. Đấy, đối với từ này thôi. Còn tất cả những cái khác, những cái danh từ khác mà đóng thành cuốn thành quyển đều dùng là bẩn hết. Đấy, như vậy nói là y cơ bật dự nhá, một quyển vở. Đấy, chỉ riêng có thằng này thôi, còn các thằng khác thì vẫn dùng như vậy thôi. Rồi, ok, tiếp nào, hôm nọ hình như đang nói đến trang đúng không? Ừ. Chúng ta có cái lượng từ trang. Vậy trang sẽ làm lượng từ cho những cái gì đây? À, ở đây người ta nói là gì? Những sẽ làm lượng từ cho những cái vật mà có dạng mặt phẳng là một nhá. Đấy, các bạn cứ nhìn thấy những cái đồ vật gì mà có dạng kiểu mặt phẳng ấy, mặt phẳng hay là có bề mặt dẹp hoặc là mỏng mỏng ấy. Đấy, thì người ta sẽ rất hay dùng lượng từ là trang nhá. Mình sẽ tùy vào danh từ, tùy vào danh từ để mà dịch cho nó phù hợp. Có thể dịch là cái, có thể dịch là chiếc, đấy, thậm chí có những lúc dịch là tờ, nó dùng để tấm nha. Đấy nhá. Tất cả những cái gì cứ dạng mặt phẳng, bề mặt mỏng dẹp đều dùng từ trang này được. Từ trang này còn có nghĩa là gì nữa các bạn? Khi mà làm họ tên ấy, họ tên thì nó dịch là họ gì? Anh nhớ không? Trương. Ờ đúng rồi, họ Trương đấy, đúng rồi. Đấy nhá. Như vậy trang này có hai nghĩa đúng không? Thứ nhất là có thể làm họ tên thì dịch là họ Trương. Thứ hai là gì? Nó sẽ làm lượng từ cho những vật mà dạng mặt phẳng. Đấy. Đây, vậy những dạng gì, những từ gì có dạng mặt phẳng đây? Chẳng hạn đây chúng ta có từ báo ạ. Báo trong tiếng Trung đọc là gì? Báo chữ. Ừ, đọc lại thế này nhé, thầy đọc là báo chữ. Ừ, báo chữ là báo. Cái báo giấy ạ, báo mà ngày xưa chúng ta hay đọc ấy. Đấy, vậy thì một tờ báo. Như vậy cái tờ báo của chúng ta cũng kiểu dạng làm sao? Mặt phẳng là một này đúng không? Rồi thì bề mặt của nó kiểu dẹt dẹt mỏng mỏng đấy, đúng chưa? Đấy, vậy mình sẽ dùng lượng từ này. Sẽ nói là y trang báo chữ. Ừ, y trang báo chữ, một tờ báo. Thiếu này mình sẽ dịch là tờ, đúng không? Thế nhưng ví dụ ở trường hợp số 2 nhé, cho cái từ cái bàn ạ. Cái bàn đọc là chua chữ, chua chữ. Vậy cái bàn ấy, cái bàn mà chúng ta ngồi ấy, nó ngồi học, ngồi ăn cơm, tất cả những cái đấy. Thì bởi vì sao nó lại dùng trang đây? Mặc dù nó rất là dày, nó rất là to nhé, nhưng mà cái bề mặt của nó là gì ạ? Dạng mặt phẳng. Đấy, nên là người ta cũng vẫn dùng là trang. Sẽ nói là chưa trang chua chữ, chẳng hạn thế, chiếc bàn này, đúng không? Đấy. Hay là bức ảnh, ví dụ đi chụp ảnh đấy, rửa ảnh ra, thì những cái ảnh đấy nó cũng làm sao đấy ạ? Khi mà rửa ra nó cũng dạng kiểu mỏng mỏng dẹt dẹt đúng không? À, có bề mặt đấy. Đấy, sẽ nói là san trang cho phiền. À, chúng ta có từ bức ảnh đọc là cho phiền, cho phiền nhá. Đấy, ba bức ảnh sẽ nói là san trang cho phiền. Hay là gì? Tấm bản đồ ạ. Bản đồ đọc là cái gì đây? Tì thú nhá, từ đọc là tì thú. Đấy, thì bản đồ nó cũng kiểu dạng mặt phẳng như thế đúng không? Vậy một tấm bản đồ sẽ nói là y trang tì thú, hiểu chưa? Rồi, đọc lại cho cô các từ này nhé, chị Phượng nào. Y trang bao chữ. Ừ. Chư trang chua chữ. Ừ. Sang trang chao pen. Chao pen, bật hơi lên ạ, chao pen. Chao pen. Y trang ti thủ. Rồi, thư nào, xem thử em. Y trang bao chữ, bao chữ. Ừ. Chư trang chua chi. Chua chữ nhé, đọc lại là chua chữ. Chua chữ. Ừ. Chua chữ. San trang chào pen. Ừ. Y trang ti thú. Ừ, y trang ti thú. Tuyết nào, á sẻ. Y trang bao chữ. Chưa trang chua chữ. San trang chào pen. Chào pen, bật hơi lên. Chào pen. Chào pen. Pen nhé, đọc lại này, pen. Pen, chào pen. Đúng rồi. Y trang tì thú. Ờ, tì thú, được chưa? Vũ nào? Y trang bao chữ. Ừ. Chưa trang chua chữ. Ừ, chua chữ. San trang chào pen. Y trang tì thú. Ừ, y trang tì thú, đúng chưa? Rồi, và cái lượng từ cuối cùng mà chúng ta cần phải nắm được ở giai đoạn sơ cấp 1 đó là từ chư nhá, chư. Đấy. Các từ này cũng vẫn dịch là cái chiếc thôi đúng không? Vậy cái này nó sẽ hay làm lượng từ cho cái gì? Hay làm lượng từ cho các loại bút nhá. Đấy, tất cả các loại bút, bút chì, bút bi, bút máy, bút gì đó, đều dùng lượng từ là chư hết. Đấy.
Vậy bút trong tiếng Trung đọc là gì đây? Cái từ pỉ nhá. Cô viết qua lại chữ pỉ này. Đầu tiên các bạn vẽ hai cái bộ trúc này gọi là kiểu chữ K đấy, nhìn như chữ K đổ ngược ấy. Đấy, sang bên dưới này. Chữ này đọc là pỉ nhá, pỉ là bút. Đấy. Như vậy cứ nhìn thấy có chữ pỉ đúng không? Các bạn bút thì các bạn sử dụng từ là chư thôi. Rồi, bút chì đọc, bút chì đọc là cái gì đây? Chen pỉ nhá. Đấy, cái từ bút chì đọc là chen pỉ. Chen pỉ. Rồi, đọc cho cô hai cụm này xem nào. Nguyễn Thị Huyền nào. Y chư pỉ. Lẻng chi. Lẻng chư. Chen pỉ. Lẻng chư chen pỉ. Ừ, nhá, tuệ. Lẻng chư chen pỉ. Đúng chưa? Rồi, thì đấy là toàn bộ tất cả các cái từ mới mà chúng ta cần phải các cái lượng từ mà chúng ta cần phải nắm được đúng không? Trong giai đoạn sơ cấp 1 này, được chưa? Sau này đến giai đoạn sơ cấp 2 thì chúng ta sẽ học nhiều các lượng từ khác hơn nữa. Đấy. Rồi nào, tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái phần từ mới hôm trước chưa học xong đúng không? Hôm trước là nói phần lượng từ này trước này. Rồi tiếp theo nào, chúng ta sẽ có từ Isia cho cô nhé. Thực ra từ Isia thì cô nói rồi đấy, chúng ta cũng đã từng được gặp rồi. Isia mình hay dịch là một vài cái gì đó đúng không? Đằng sau cái từ Isia này sẽ là sao đấy? Hay cộng với các danh từ đếm được nhé. Danh từ đếm được. Danh từ đếm được là danh từ kiểu như nào? Ví dụ như cái bánh bao này, bánh mì này đúng không? Đấy, hay quả trứng này đấy. Tất cả những danh từ đấy mình có thể ngồi mình đếm được nó. Thế còn ví dụ danh từ đối lập là danh từ không đếm được đúng không? Vậy danh từ không đếm được là những cái gì? Ví dụ như nước này, đúng không? Đấy nhá, nước này. Hay là gì đấy ạ? Rượu này, những cái này là không đếm được. Cái gì ấy? Bạn gì bạn gửi vào trong nhóm cái gì đây? Đấy nhá, Isia. Một vài cái gì đó. Nào thử dịch cho cô có một vài câu này đây. Ví dụ nói là tôi muốn ăn một vài cái bánh bao, đúng không? Tôi muốn ăn một vài cái bánh bao. Sẽ nói là ủa dao chư đi, thêm chữ chư vào. Ủa dao chư, thiếu mất chữ chư đấy. Chư. Isia bao chữ. Đấy. Hoặc là cái chữ xia này này, mình còn có thể kết cấu những cái từ này. Vậy chúng ta có từ chưa xia. Chưa xia thì hay dịch là gì ạ? Những cái này nhá, chưa là này mà, đó, xia là một vài, tức là một vài cái này đấy, nhưng mình hay dùng những cái này cũng được, một vài cái này hay là những cái này, chưa xia. Đó. Hay mình có từ na xia, dịch là những cái kia, đó. Nà xia thì dịch là gì, những cái nào nhá, đấy, thì mình có từ xia. Mỹ Anh nào, anh đọc lại các câu này nhá, cho các bạn chép này. Tôi muốn ăn một vài bao tử, chưa xia, na xia. Nà xia. Rồi ok, Nguyễn Thị Huyền nào. Wǒ jiào jiè yī xiè bào zhì. Jiè xiè, nà xiè, nà xiè. Nà xiè đúng không? Loan, cho tôi biết. Yī xiè. Wǒ jiào yī xiè bào zhì. Jiè xiè, nà xiè, nà xiè. Nà xia, được chưa? Vũ nào? Y xia, của giao chư y xia bao chữ. Chư xia, nà xia, ẩn na xia, nà xia. Rồi, ok, đạt nhé. Tiếp theo chúng ta từ y chỉ, đúng không? Từ này cũng đã từng gặp rồi đấy. Hôm nay mới học chính thức này. Y chỉ. Thường sẽ là gì đây? Y chỉ đằng sau sẽ hay cộng thêm với một động từ nữa đúng không? Biểu thị là gì? Cùng nhau làm cái việc gì đó. Nhá, cùng nhau làm cái việc gì đấy. Y chỉ cùng nhau làm gì? Ví dụ chúng ta cùng nhau học tiếng Trung đấy đúng không? Đọc cho cô câu này xem nào Thư. 我们一起学习汉语. Đúng, đúng rồi. Đấy. Hay là tôi và chồng cùng nhau ăn cơm đúng không? Sẽ là gì? 我和老公 y chỉ chư phan. Đúng rồi, bố khớ lào cung y chỉ chư phan, đúng không? Hay là tôi, anh ấy cùng bạn bè đi uống rượu. Có một từ này mới này. Cùng, và thì là khứa nhé. Thế còn cùng nó hay dùng từ này, từ đọc là cân. Cân. Cùng.
Cái từ y chỉ nó hay đi với từ cân và từ khứa nhé. Nó hay đi với kết cấu đó là A khứa B. Đấy, chúng ta có thể ghi một cái cấu trúc chung cũng được. A khứa B. Cái này rất hay dùng này. Hoặc là A cân B nhé. Đây là một cái cấu trúc mà bạn sẽ thấy là gặp rất nhiều. A khứa B hoặc là A cân B này. Đấy, sau đó đằng sau sẽ cộng với y chỉ. Cộng với cả động từ. Y chỉ nhé. Đấy, sau đó cộng với động từ. Vậy kết cấu này sẽ hay dịch như thế nào? A cùng B thực hiện một hành động gì đấy. Hoặc có thể dịch là A thực hiện một hành động gì đấy cùng với B cũng được. Nhá. Và người ta hay dùng một là từ khứa, hai là từ cân. Từ cân thì dùng nhiều hơn này. Đấy. A cân B y chỉ, đúng không? Vậy thì anh ấy cùng bạn bè đi uống rượu hay là anh ấy đi uống rượu cùng với bạn bè đấy. Đấy. Thì mình có đều có thể đưa về cái kết cấu này được. Sẽ nói là tha cân khóng nhau, y chỉ truy khưa chiều. Hiểu ý không? Rồi đọc cho cô các câu này nhé. Xin mời gì nhỉ? Mỹ Anh nào. 我们一起学习汉语。我和老公一起吃饭。 我跟朋友一起去喝酒。 Rồi ok. Bạn khác nào? Tuyết. Women y chỉ 学习汉语。我和老公一起吃饭。他跟朋友去喝酒。好，他跟朋友一起去喝酒，对吗？他哪壶？ 我们一起学习汉语。我和老公一起去饭。他跟朋友一起去喝酒。对，你知道，OK。 Mỗi bạn thử đặt cho cô một câu với cấu trúc đó là A làm gì cùng với B xem nào. Rất dễ thôi. Thư có câu gì không? Tôi cùng với cả bạn đi mua đồ đúng không? Tôi cùng với cả bạn đi mua đồ đúng không? Ừ. Mỹ Anh. 我跟老师学习汉语。 对，我跟老师一起学习汉语，对吗？嗯，来呀。 还有一种呢是什么？ 我很高兴跟你们学习汉语的。 我很高兴跟你们学习汉语的。 哎，你能够来呀？ 我很高兴跟你们学习汉语。 嗯，都rất vui cùng với các bạn học tiếng Trung。 对，rất vui được cùng mọi người học tiếng Trung, đúng không? Bạn khác có câu gì không? Loan, Loan có câu gì không? 我跟老公一起去旅行。 đúng rồi, tôi cùng chồng cùng đi du lịch cùng với chồng, đúng không? Nam, à Vũ. 我跟弟弟去大学。 去大学哈，我跟弟弟去大学，一起去大学， ý là cùng với cả em trai làm gì? Vào đại học đó hả? Vâng ạ. Nhá, rồi ok, đấy, nhận những từ y chỉ nhá. Tiếp nào, ở đây mình có từ đó là xuế xí dung phỉn, xuế xí dung phỉn. Xuế xí thì mình học rồi đúng không? Động từ học tập thôi. Thế còn từ dung phỉn mà đứng một mình là cụm danh từ mang nghĩa là gì? Cái đồ dùng gì đó nhá, xuế xí dung phỉn, đồ dùng. Vậy ghép vào xuế xí dung phỉn là dịch là các đồ dùng học tập.
Nào ví dụ nói là tôi đi mua một ít đồ dùng học tập sẽ nói như nào? Tôi đi mua một ít đồ dùng học tập. 我去买一些学习用品. Ừ, rồi, 我去买一些学习用品, đúng không? Ừ, lại nhá, tôi đi mua một ít đồ dùng học tập. Rồi, thế ngoài cái từ xuyên xí dung bỉnh ra, mình có thể dùng này để kết cấu này. Chúng ta có từ ban cung dung bỉnh nhé. À, ở đây chúng ta có một cái từ đó là từ ban cung sư. Đấy, để các bạn tách ra này. Ban cung là nằm trong từ ban cung sư. Ban cung sư mà đúng một mình là một cái từ chỉ địa điểm, mang nghĩa là văn phòng làm việc ấy ạ. Đấy, thì gọi là các ban cung sư. Ồ, chưa biết, cô viết nhầm thành từ cha đấy. Ban cung sư nhé, viết lại này. Ban cung sư, đây. Từ đọc là ban công sư là văn phòng làm việc nhé. Ví dụ giới thiệu, chưa sư của tờ ban công sư, đây là văn phòng làm việc của tôi, đúng không? Đấy, thì mình có từ này, ban công sư. Như vậy những cái đồ dùng mà được sử dụng ở trong cái ban công sư này thì gọi là các ban công dung khỉ, đúng không? Các cái đồ văn phòng phẩm, đấy, thì gọi là ban công dung khỉ. Rồi, được chưa? Đấy nhá, thì đang học từ này. Đây, ban công sư là văn phòng này. Đấy, đọc lại cô các cụm này sẽ làm chị Phượng nào. 我去买一些学习用品. Dung phẩm nào, đọc lại dung phẩm. Dung phẩm. Dung phẩm. À, ban dung ban công dung phẩm. Ừ. Ban công. Gì chữ là chữ gì có văn phòng? Ban công sư nhá, đọc là ban công sư. Ban công sư. Ừ, ban công sư, được chưa? Rồi, bạn khác nào là bạn vô lần nữa nhé. Vì nhà Thư. 我去买一些学习办公, à, 学习用品. Ừ. Ban công dung bình. Ừ. Ban công sư. Ừ, ban công sư, được chưa? Rồi, ok. Tiếp nào? Tiếp vào đấy không? Tiếp đọc lại lần nữa nào. 我来呀，呃，可以吧？那你呢？五。呃，学习用品。嗯。呃，我去买一些学习用品。嗯。呃，办公。 dung bình, ban công sư. À, ban công sư, được chưa? Rồi, ok. Tiếp nào, như vậy của mình truy nã, truy nã mãi xế xí dung bình đấy. Thường đi đâu để mua những cái này đây ạ? Truy su ten, đúng không? Ừ, nhá. Đấy. Từ su ten là hiệu sách. Su là sách đấy. Chúng ta có thể mở rộng từ này ra. Cứ cái cửa hàng bán cái đồ gì đấy thì chúng ta dùng cái từ ten ở đằng sau. Sau đó đằng trước sẽ là các cái đồ mà chúng ta bán. Ví dụ su là sách, đúng không? Thì su ten mình sẽ dịch là hiệu sách. Đấy. Thế còn chẳng hạn như là gì? Cửa hàng bán quần áo thì mình có thể kết cấu như nào? Y phụ tiệm. Ờ đúng rồi đấy, mình có thể nói là y phụ tiệm đúng không? Hay là cửa hàng bán hoa quả thì sẽ nói là gì ạ? Xuế của tiệm. Ờ đúng rồi, xuế của tiệm. Hoặc mình có từ fan tiệm đấy, vậy fan tiệm theo các bạn sẽ là gì? Fan tiệm. Fan tiệm quán cơm. Ờ quán cơm hoặc là nhà hàng, fan tiệm này hay gì là nhà hàng nhiều, được chưa? Ờ đấy nhá. Và chuyên bán những đồ để ăn uống mà thì gọi là fan tiệm. Đấy. Xuế của ten, y phụ ten đúng không? Phan ten, su ten. Đấy, cứ có cái chữ ten tức là cửa hàng. Nào, ví dụ dịch cho cô cái này nhá. Cái này chúng ta sẽ phải kết hợp với cả lượng từ đấy. Tôi đi hiệu sách mua từ điển này, sách và một ít đồ dùng học tập đúng không? À, cái này chưa có lượng từ. Để câu này được không? Loan, nó nói cho cô xem nào. Tôi đi hiệu sách mua từ điển này, sách và một ít đồ dùng học tập. Lại thấy nhà Lan mất mạng không nghe thấy gì à? Vy Anh. 我去书店买词典, 书和
y xia xế xí dung phỉn. Ừ. Rồi, bạn khác nào? Gì nhờ Tuyết? Không phải nha. Thư. Ủa chuy su tiên mãi tiên tử. Cái này tiên tử à cô? Cái từ điển ấy ạ. Từ điển, à chữ điển. À, chữ điển, chữ điển su hứa ý xìa. Hứa ý xìa. Xuế xí. Xuế xí dung biển. À, xuế xí dung biển, đúng không? Ừ, nhá, đấy. Rồi, Huyền đâu? Nguyễn Thị Huyền đọc lại cho cô nhá. Ủa? Của truy su tiên mãi chữ tiện chữ tiện su hứa y y xia xuế xí dung biển à xuế xí dung biển đúng nhá. Ừ. Vũ nào lại nữa cô xem nào. Của truy su tiện nhé, đọc lại này. Của truy su tiện của truy su tiện mãi chữ tiện chữ tiền su hứa y xia hứa y xia xuế xí dung bình à hứa y xia xuế xí dung bình được chưa. Tiếp nào, cuối cùng chúng ta có từ tung si ạ. Tung si nhá, danh từ đồ đạc nói chung, từ này mình đã gặp trong cái từ đó là mãi tung si đấy, đúng chưa, mua đồ đấy. Ví dụ hỏi đây là cái đồ gì sẽ hỏi như nào? Mỹ Anh, đây là đồ gì? Đúng rồi, sẽ nói là chưa sư sở mà tung si. Tung si là danh từ đúng không? Nhưng đồ gì thì phải nói gì trước. Đấy, chưa sư sở mà tung si, đây là cái đồ gì thế? Hay là bạn muốn mua đồ gì nào? Nguyễn Thị Huyền thì nói cho cô xem nào, bạn muốn mua đồ gì? Tung si. Ừ, thiếu bất động từ đúng không? Nỉ nhau mãi đúng nhá. Ừ, đấy. Nỉ nhau mãi sợ mà tung si. Bạn muốn mua đồ gì? Chị Phượng nào, chị vừa đọc lại cho em hai câu này nhá. Chư sư sẩn mơ tung si. Ừ. Chư gieo mãi sẩn mơ tung si. À, nỉ nhau mãi. À, nỉ gieo mãi sẩn mơ tung si. À, tung si chứ không phải tung sư chứ tung si ạ. Ừ, đấy. Vũ nào? Tung si. Chư sư sầm ma tung sư. Ừ. Nỉ gieo mà sầm ma tung si không? Hoặc là gì, sở thích của tôi là mua sắm. Vũ có dịch được câu này không? Vũ dịch được câu này thế nào? Mua sắm là mãi gì? Mãi tung si thôi đúng không? Mua sắm mãi tung si đồ đấy. Ừ, đấy nhá. Vâng ạ. Mãi tung si. Mãi tung si thôi. Rồi, ok. Đó, nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại nhá. Đấy là toàn bộ tất cả các cái từ vựng nhá. À, từ vựng. Nào, từ này là gì đây? Chư phan. Đó, đây là hảo chư. Vậy ngon đúng không? Tiếp. Sư thắng. Vậy. Chưa sở không? Mãn thâu. À, mãn thâu. Vậy rồi, mãn thâu đúng không? Ừ, thế chưa sư? Bao chữ. Quên gọi để hình ảnh đúng không? Để hình ảnh nó dễ nhìn hơn. Ờ, nó không sao. Tiếp. Chưa sư sở không? Chảo chữ. Chảo chữ. Rồi, chảo chữ đúng không? Ừ. Chưa sư? Miền bao. Ờ, đây, miền bao, đây, miền bao, bánh mì đúng không? Chưa sư sở mơ. Chưa sư sở mơ. Nhiều rau, rồi. Để chưa sư sở mơ.
chi tan chi à chi tan chi tan chi tan trứng gà đúng không? Đó, chứ chứ miên miên thiếu miên thiếu rồi miên thiếu đúng rồi chứ chứ bí chiều bí chiều bí chiều rồi bia đúng không? Đó, hết hình ảnh rồi, đây là gì đây? Khở 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 lưa à, khở lưa rồi khở lưa coca đúng không? Ừ, khở lưa. Thế đây là gì ạ? À, xoài, của sứ của chư đúng rồi, của chư là cái gì ạ? Của chư là nước ép, ép. Ừ, đúng rồi, nước ép đấy. Ừ, của chư. Ừ, thế đây là gì ạ? Nasia rồi, Nasia những cái kia đúng không? Ừ, thế đây là chưa xia. Ừ, thế đây là Isia. Ờ, Isia rồi, thì đây sĩ quan thích đúng rồi. Nào bắt đầu đến phần lượng từ đây này. Đây là gì? Y chiên máu, y phụ. À, tôi y chiên y phụ đúng không? Bộ quần áo đấy, tôi y chiên y phụ. Mà chưa chưa sửa đây là gì? Y bản su. Ờ, tôi y bản su đúng không? Một cuốn sách. Đó. Thế đây là gì ạ? Y bình khở lưa. Ừ, y bình khở lưa, tôi y bình khở lưa, một chai coca đúng không? Y bình khở lưa. Đây là gì ạ? Y bay bì chiều, chai bia đúng không? Cốc bia đấy. Ừ, thế đây là gì ạ? Xuế xí dung bình đúng không? Ừ, nhá, thì đây ạ. À, đồ dùng học tập. Tiếp là gì ạ? Ban công dung bình, ban công dung bình đúng không? Thế đây là su tiên. Su tiên. À, rồi, su tiên đúng không? Ừ, su tiên. Đi đâu đấy? Đi chỉ cơ chiều. Đây, cùng nhau uống gì ạ? Rượu. Rồi lại lần nữa nhá, xin mời một bạn đi. À, thì nhà chị Thúy Phượng trước đi. Đây là gì đây ạ? Y chỉ khơ chiếu. Rồi. Su tên. Ừ. Đến thay quần áo đi đã. Ban cung dung bình. Ừ, ban cung dung bình. Xuế chỉ dung bình. Ừ. Y bay bí chiếu. Ừ. Y bình khở lưa. Ừ. Y bản su. Y bản su. Y bản su. Ừ, đừng đọc là bình nhá. Y bản. Y bản. Y bản su. Rồi, tiếp ạ. Y chen y phụ. Ừ, rồi. Y chen y phụ, đúng không? Sĩ khoan. Ừ, sĩ khoan. Ừ. Y xia. Mang cho tôi cái điện thoại. Y xia, rồi. Chưa xia. Na xia. Ừ, na xia. Cậu. Của chư. Khở lưa. Ừ, khở lưa. Bí chiều. Ừ, bí chiều. Miên thẻo. Ừ, miên thẻo. Chi tang. Ừ. Nếu rau. Ừ. Chu rau. Ừ. À, chi rau. Ừ. À, chi tên thang. Ừ. Miên bao. Ừ. Chảo trừ. Ừ, chảo trừ nhé. Chảo trừ. Bao trừ. Ừ. À, mang thâu. Mãn thâu. Sử tháng. Ừ. Khảo chư. Chư phan, được chưa? Rồi, ok. Vũ nào không thế nào? Chư phan ạ. Chư phan. Hảo chư ạ. Ừ. Từ này. Sứ gì? Từ này quên. Nhan. Cuối cùng của hôm trước. Sứ tháng. Sứ tháng. Ừ. Sứ tháng. Mắn gì? Mắn thâu. Ừ, mắn thâu. Bao chữ.
bao chữ. Sự cảo là gì? Chèo chữ. Chèo chữ. Mi là miên. Miên bao. Miên bao. Miên bao. Bao. Canh trứng là gì? Canh trứng là chi ten chi tan thang. Chi tan thang. Chi tan thang. Thịt gà. Chi rau. Chu rau. Níu rau. Níu. Níu rau. Níu. Vâng, níu rau. Chi tan. Mì. Men theo. Men theo. Ờ vâng. Mì. Bia là gì ạ? Bia là bí chiểu. Bí chiểu. Bí chiểu. Coca nào? Khở lưa. Khở lưa. Của chư. Của chư. Nữ. Na xia. Na xia. Những cái này thì là gì ạ? Chư xia. Chư xia. Một vài một ít là gì? Y xia. Y xia. Gì đây? Xì hoa. Rồi. Y một bộ quần áo đấy. Y gì? Y chen y phụ. Y chen y phụ. Một cuốn sách này. Y bần su. Một chai coca là sao? Y bình gì? Y bình khở lưa. Y bình khở lưa. Y bay cái gì chiều? Ý chiều. Y bay phí chiều. Y bay phí chiều. Y bay phí chiều. Xuế xí dung bình. Xuế xí dung bình. Ban cung dung bình. Su tiên. Ý chỉ khư chiều. Rồi, ok, đấy nhá. Thì đấy là cái phần từ mới đúng không? Nào bây giờ chúng ta xem phần bài khóa nhá. Chúng ta sẽ đọc luôn cái phần có mặt chữ này. Rồi, mời hai bạn đọc cho cô đi. Thư nào? Thư với Loan đọc trước nhá. Mời ai người B nào? Đọc phần số 1 đấy. Nói về ăn uống đúng không? Mình chưa sớm ơ, bạn ăn gì? Đi đâu hết rồi? Thư đâu? Nghe thấy chưa? Thế chị Phượng đi. Chị Phượng với Mỹ Anh đọc trước nhá. Dạ. Jin Tan Trang Trung ủ. Trung ủ. Nị truy nã Chư Phang. Nị truy nã Chư Phang. Của chi công sư tợ sứ tháng chư phan. Nì nơ. Vợ dẻ. Truy công sư tợ sứ tháng. Vợ mân y chỉ truy ba. Nì yào chư. Nì yào chư sở mơ. Tiếp ạ. Nǐ. Đi đâu rồi? Nǐ yào chū shěnme?
Mỹ Anh à, hay là của chị Hương sao em đã ờ đọc lại cái phần này đi ạ, đọc lại cái phần này em đi. Là B mà ừ, nãy bị mất tiếng chị Phượng đọc phần A chưa của em của Hương nhíu râu thang ừ một Hương nhíu râu thang rồi nỉ nơ đúng dạ, không đọc đọc dạ đọc rồi cô của giao chư Mỹ Phan khưa chi rau khưa chi rau nỉ khưa sẩn mơ của khưa nhíu râu thang nỉ nơ nỉ chư sẩn mơ của chư y quán nhíu râu chữ nữa chữ gì có phần hả cô nhíu râu phần ạ nhíu râu phần nhíu râu phần khưa khưa khửa y quán y phính khửa lưa y phính khửa lưa ba à, rồi ok nhá ngược lại đi hai bạn đọc ngược lại xem nào xin thiên chủ nỉ chi nả chư phan cung chư tờ sử phạt tờ sử thái lại bị mất à? Ờ. Mỹ Anh đọc tiếp đi. Ừ, Mỹ Anh đọc tiếp cuối vậy gì ạ? À?